Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự 9 giờ 30 phút của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Thưa quý vị và các bạn, chiều ngày 9 tháng 9, đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn do Bộ trưởng Lê Minh Hoan làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai tại thị xã Sapa. Cùng đi có đồng chí Hoàng Giang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo thị xã Sapa. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cùng đoàn công tác đã đến hiện trường để kiểm tra vụ sạt lở tại thôn Hòa Sử Phán 1, xã Mường Hoa, thị xã Sapa, xảy ra vào trưa ngày 8 tháng 9, làm 5 người chết, 9 người bị thương. Bộ trưởng đánh giá, mưa lũ còn diễn biến phức tạp, chính quyền địa phương và người dân phải hết sức chủ động ứng phó trong những ngày tới, chủ động các phương án phòng chống thiên tai, ứng phó với diễn biến thời tiết. Bộ trưởng Lê Minh Hoan cũng trực tiếp đến thăm gia đình ông Châu A Trùng, hộ có 3 người thân bị thiệt mạng sau trận lở đất đá. Tại đây, Bộ trưởng gửi lời thăm hỏi chia buồn với những mất mát của gia đình, đồng thời mong muốn gia đình sớm vượt qua đau buồn, ổn định cuộc sống. Bộ trưởng yêu cầu các cơ quan chức năng của tỉnh Lào Cai, thị xã Sapa khẩn trương huy động lực lượng khắc phục hậu quả thiên tai, thăm hỏi, động viên, hỗ trợ kịp thời các gia đình bị thiệt hại, nhất là gia đình những người bị nạn. Đồng thời yêu cầu tỉnh Lào Cai có giải pháp triển khai công tác ứng phó kịp thời, hiệu quả nhằm đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân. Tiếp tục tổ chức rà soát, di rời, sơ tán ngay người dân ra khỏi khu vực nguy hiểm. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã Sapa, tính đến 17 giờ ngày 9 tháng 9, mưa lũ đã làm 7 người chết, 15 người bị thương và 1 người bị mất tích tại các xã Mường Hoa, Thanh Bình, Ngũ Chỉ Sơn. Ước thiệt hại về nhà ở, công trình phụ trợ là gần 30 tỷ đồng, về sản xuất nông nghiệp trên 15 tỷ đồng, về cơ sở hạ tầng trên 165 tỷ đồng. Thị xã đã tổ chức di rời 484 hộ với 1.978 nhân khẩu tại 15 xã phường ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Theo thông tin từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, do chịu ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, bão Yagi, từ đêm mùng 7 đến sáng mùng 10 tháng 9, trên địa bàn tỉnh xảy ra mưa vừa, mưa to đến rất to trên diện rộng, gây ngập úng, lũ quét và sạt lở đất ở nhiều địa phương trong tỉnh, làm 30 người chết và mất tích. Cụ thể, mưa lũ, sạt lở, lũ quét đã làm 19 người chết, trong đó Sapa 7 người, Văn Bàn 2 người, Bắc Hà 6 người, Simacai 4 người. Mưa lũ cũng đã làm 11 người mất tích tại thị xã Sapa và huyện Bát Sát. Đặc biệt, lũ trên sông Hồng đã vượt mức báo động 3, gây ngập lụt nhiều khu vực của thành phố Lào Cai và các địa phương ven sông, khiến hàng trăm nhà dân bị ngập úng nghiêm trọng. Chính quyền các cấp và cơ quan chức năng, lực lượng vũ trang đã xuống các địa phương trực tiếp hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng tránh ứng phó, tổ chức di chuyển khẩn cấp nhiều hộ dân ở các khu vực nguy hiểm bị ngập lụt đến nơi an toàn, triển khai tìm kiếm cứu hộ cứu nạn kịp thời. Dự báo trên địa bàn tỉnh tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, lũ lên cao trên các sông suối có thể gây ngập úng trên diện rộng cho nhiều khu vực dân cư, trường học, đường giao thông tại các huyện Bắc Hà, Bảo Yên, Bảo Thắng, Văn Bàn, thành phố Lào Cai. Người dân cần theo dõi diễn biến của mưa lũ trên các phương tiện thông tin đại chúng để có biện pháp phòng tránh. Thưa quý vị và các bạn, trong 24 giờ qua trên khu vực tỉnh có mưa to đến rất to, nhiều khu vực xuất hiện mưa đặc biệt lớn, mô hình độ ẩm đất đã gần bão hòa trên 95%. Nhiều nơi đã đạt trạng thái bão hòa, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy trên khu vực tỉnh. Đài khí tượng Thủy văn tỉnh Lào Cai cảnh báo trong 6 giờ tới, trên toàn tỉnh tiếp tục có mưa, mưa to với lượng mưa tích lũy từ 40 đến 60mm, có nơi trên 80mm. Cảnh báo nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, vùng núi, sạt lở đất trên sườn dốc, sụt lún đất trên toàn tỉnh với cấp độ rủi ro thiên tai ở cấp 3. Lũ cao, lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân, gây ách tắc giao thông, làm ảnh hưởng tới việc đi lại, di chuyển của các phương tiện, phá hủy các công trình dân sinh, làm ảnh hưởng tới việc đi lại, di chuyển của các phương tiện, gây thiệt hại về kinh tế, sản xuất, hoạt động kinh tế xã hội. Các cấp chính quyền và người dân cần có kế hoạch, phương án cụ thể để chủ động phòng tránh, hạn chế thiệt hại về người và tài sản. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân huyện Bát Sát, hiện trên địa bàn huyện đang tiếp tục có mưa to, đất đá sạt sụt đã khiến việc tìm kiếm 10 người mất tích trên địa bàn huyện Bát Sát gặp nhiều khó khăn. Mưa lũ xảy ra trên địa bàn huyện Bát Sát từ ngày 8 đến 9 tháng 9 đã khiến 10 người mất tích, 5 người bị thương, 201 ngôi nhà bị ngập úng hư hỏng,
133 nhà ngập úng, 57 nhà bị sạt ta luy, 11 nhà bị vùi lấp, sập đổ hoàn toàn. Tổng số hoa màu bị ngập úng lũ quét là 164,7 ha. Hàng chục tấn cá nước lạnh của người dân bị thiệt hại. Mưa lũ gây ra hàng trăm điểm sạt lở, ngập úng trên tuyến tỉnh lộ 156, 156B, tỉnh lộ 158, tỉnh lộ 155, các đường huyện, đường xã, đường liên thôn. Hiện tại trên địa bàn huyện có hai nhà mạng là VNPT, Vinaphone và Viettel cung cấp dịch vụ thông tin liên lạc. Đến cuối giờ chiều ngày 9 tháng 9, nhà mạng Vinaphone đã đứt cáp thông tin, mất sóng khu vực xã Quang Kim, Phìn Ngan, Trung Lèng Hồ, Sáng Ma Sáo, Dền Thàng, Nậm Pung, Dền Sáng, Y Tý, A Lù, A Mú Sung, Nậm Trạc. Nhà mạng Viettel bị mất sóng khu vực xã Y Tý, thôn San Lùng, xã Bản Xèo. Hiện các nhà mạng đang cử cán bộ kỹ thuật ra soát, khắc phục, sửa chữa trong thời gian sớm nhất. Hiện huyện Bát Sát đã thành lập 2 đoàn gồm 5 đồng chí lãnh đạo huyện tiếp cận các địa điểm bị sạt lở để trực tiếp chỉ đạo khắc phục hậu quả mưa lũ tại các xã Quang Kim, A Lù, Trịnh Tường, Mường Hum, Sáng Ma Sáo, Trung Lèng Hồ. Tính đến 16 giờ ngày 9 tháng 9, toàn huyện đã di chuyển được 269 hộ ở khu vực có nguy cơ sạt lở ngập úng đến nơi an toàn. Đêm 9 tháng 9, thì lũ trên sông chảy tiếp tục dâng cao khiến nhiều tuyến phố, nhà dân ở huyện Bảo Yên bị ngập trong nước. Ban chỉ huy quân sự huyện Bảo Yên cùng lực lượng tại chỗ đã huy động phương tiện xuyên đêm tìm kiếm, hỗ trợ người dân di chuyển. Trong đêm tối, trời vẫn mưa nặng hạt, điện trên các tuyến phố bị cắt nên việc di chuyển tìm kiếm cứu nạn của các lực lượng gặp nhiều khó khăn. Theo thông báo từ các thủy điện trên thượng nguồn sông chảy, đêm 9 tháng 9, lưu lượng xả về hạ lưu đã giảm so với chiều cùng ngày. Tuy nhiên vẫn còn rất lớn, vì vậy lũ trên sông chảy dự báo rút chậm. Trước tình hình đó, Ủy ban Nhân dân huyện đã chỉ đạo Ủy ban Nhân dân các xã thị trấn bị ảnh hưởng, thiệt hại do thiên tai, huy động lực lượng tại chỗ và nhân dân trong khu vực giúp đỡ các gia đình bị thiệt hại, chủ động bố trí, cung cấp các nhu yếu phẩm cần thiết cho các hộ bị ngập úng, cô lập hoàn toàn, tuyên truyền để người dân tuyệt đối không lơ là chủ quan. Thưa quý vị, hôm qua 9 tháng 9, nước lũ trên sông Hồng liên tục dâng cao, gây ngập lụt sâu tại nhiều tuyến phố trên địa bàn thành phố Lào Cai. Chính quyền địa phương cùng lực lượng chức năng đã khẩn trương hỗ trợ di chuyển hàng trăm hộ đến nơi ở an toàn. Phản ánh của phóng viên Thời sự ngay trong đêm hôm qua. Vẫn chưa hết bàng hoàng khi chứng kiến lũ về quá nhanh khiến cả khu phố ven sông Hồng bị ngập sâu. Chị Doãn Trang Nhung, đường An Dương Vương chỉ kịp di chuyển đồ đạc lên tầng trước khi nước lũ tràn vào nhà và ngập sâu. Ngay trong đêm, gia đình chị Nhung cùng nhiều hộ khác được lực lượng chức năng hỗ trợ di chuyển đến nơi an toàn để phòng rủi ro. Em cảm ơn đội cứu hộ đã di chuyển nhà em ra đây. Với lại, nói chung là em cũng chưa rồi chứng kiến cái lũ nó to như thế nên là và cũng sẽ sợ mà phải đi di rời được. Mưa lớn kết hợp với nước lũ trên sông Hồng dâng cao khiến nhiều tuyến đường, khu dân cư của thành phố chìm trong biển nước. Lực lượng chức năng đã bố trí lực lượng kịp thời ứng cứu, hỗ trợ đưa người dân cùng tài sản ở các khu vực ngập sâu đến nơi an toàn. Đêm nay ví dụ như lực lượng chúng tôi thì hiện nay thì đã triển khai tổng thể huy động 100% cán bộ quân số của công an thành phố trên địa bàn thành phố, 88 cán bộ chiến sĩ của K02 trên địa bàn của tỉnh và lực lượng phòng cháy chữa cháy, lực lượng cảnh sát cơ động của công an tỉnh lúc nào cũng đã sẵn sàng phương tiện, lực lượng hậu cần, thiết bị để làm sao mà chúng tôi đáp ứng được cái yêu cầu về phòng chống thiên tai bão lũ trên địa bàn của tỉnh và phục vụ cho người dân được an toàn. Hỗ trợ người dân trong mưa lũ, chính quyền các địa phương cũng huy động hết lực lượng, phát huy tinh thần 4 tại chỗ, tổ chức tuần tra rà soát tất cả các tuyến đường bị ngập lụt, đồng thời vận động nhân dân di chuyển đến nơi an toàn. Trước mắt thì chúng tôi đã di chuyển toàn bộ, hỗ trợ nhân dân di chuyển toàn bộ tài sản và hỗ trợ di chuyển người ra khỏi khu vực ảnh hưởng nặng nề tại các khu vực mà liên quan đến đường An Dương Vương, đường Hồng Hà, rồi đường Cốc Liếu và hiện nay là đường Hoàng Liên, Cao Bá Quát và Trần Quốc Toản. Những tuyến đường này là đang chịu ảnh hưởng nặng nề nhất và dự báo nữa thì một số các tuyến phố lân cận thì chúng tôi cũng đã cảnh báo cho nhân dân trên địa bàn tăng cường và nâng cao cái tinh thần cảnh giác và phòng ngừa để tránh những trường hợp tình huống bất ngờ xảy ra. Gần 12 giờ đêm, thành phố Lào Cai trời vẫn mưa nặng hạt.
Nhưng lo lắng của người dân cũng đã vơi phần nào từ sự hỗ trợ kịp thời của chính quyền và các lực lượng chức năng. Thưa quý vị và các bạn, thông tin chúng tôi vừa nhận được. Vào rạng sáng nay mùng 10 tháng 9 thì tại thôn Làng Dạ 2, xã Cam Đường, thành phố Lào Cai đã xảy ra lở đất nghiêm trọng gây hư hại tài sản, sập nhà cửa. Rất may, 10 hộ dân với 45 nhân khẩu tại đây đã thoát nạn vì đã được lực lượng công an và chính quyền xã di rời trong đêm mùng 9 tháng 9. Hiện thôn Dạ 2, xã Cam Đường có khoảng 20 điểm sạt lở lớn, nhiều điểm có nguy cơ sạt trượt. Công an thành phố tiếp tục phối hợp với chính quyền đưa người dân đến nơi an toàn. Cũng trong sáng nay, sạt lở đất xảy ra tại một số tuyến đường thuộc địa bàn phường Bắc Cường, Nam Cường và xã Cam Đường, làm hư hỏng một phần nhà dân. Hiện công an thành phố Lào Cai đang tiếp tục phối hợp cùng tiểu đoàn cảnh sát cơ động số 4 hỗ trợ nhân dân di chuyển tài sản tới nơi an toàn và phòng chống sạt lở đất. Công an thành phố sẽ tiếp tục huy động toàn bộ cán bộ chiến sĩ công an các xã phường phối hợp với chính quyền cơ sở rà soát, vận động di dời người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm, tham gia hỗ trợ ứng cứu, khắc phục hậu quả thiên tai. Tin lũ khẩn cấp trên sông Hồng tại Lào Cai, Bảo Hà, tỉnh Lào Cai. Trong 12 giờ qua thì lũ trên sông Hồng tại Bảo Hà, Lào Cai tiếp tục lên nhanh. Đỉnh lũ trên sông Hồng tại Lào Cai là 86,97m, trên báo động 3, 3,47m, xuất hiện vào lúc 21 giờ ngày 9 tháng 9. Đỉnh lũ trên sông Hồng tại Bảo Hà là 61,95m, trên báo động 3 là 4,95m, xuất hiện lúc 7 giờ ngày 10 tháng 9. Mực nước lúc 8 giờ ngày 10 tháng 9 trên các sông như sau. Sông Hồng tại Bảo Hà là 61,92m, trên báo động 3 4,92m. Sông Hồng tại Lào Cai là 85,07m, trên báo động 2 là 1,57m. Hiện lũ trên sông Hồng tại Lào Cai đang xuống nhanh và Bảo Hà thì lũ đang xuống chậm. Cảnh báo nguy cơ ngập lụt và khả năng xảy ra các thiên tai khác đi kèm. Tiếp tục xảy ra ngập úng ở những vùng trũng thấp, sạt lở đất đá trên các sườn núi dốc, hai bờ sông phía hạ du dọc theo sông Hồng tại các xã huyện Cam Đường, Bình Minh, Bắc Lệnh, huyện Bảo Thắng, Thái Niên, Sơn Hà, Sơn Hải, Phú Nhuận, thị trấn Phố Lu và các xã vùng trũng thấp ven hạ du sông Hồng. Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ, sông Hồng tại Bảo Hà là cấp 3, Lào Cai là cấp 2. Cảnh báo tác động của lũ, lũ lớn làm ngập úng, hư hại các diện tích hoa màu trồng ở ven sông Hồng, xói mòn, sạt lở bờ sông làm thu hẹp diện tích đất ở canh tác, sản xuất nông nghiệp, gây thiệt hại đến môi trường nuôi trồng thủy sản trên khu vực hạ lưu sông Hồng. Hết thông báo. Thưa quý vị và các bạn, ngày 9 tháng 9, đoàn công tác của huyện Văn Bàn đã đến thăm, động viên gia đình anh Tráng A Sa, thôn Nà Nheo, xã Khánh Yên Thượng, có người thân tử vong do thiên tai. Đoàn công tác của huyện đã động viên, trao hỗ trợ và chia sẻ với những mất mát của gia đình anh Tráng A Sa khi mất đi con gái do thiên tai. Mong muốn gia đình sớm vượt qua nỗi đau để ổn định lại cuộc sống. Lãnh đạo huyện cũng yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, bà con trong thôn quan tâm, động viên giúp đỡ gia đình. Tiếp tục rà soát toàn bộ các hộ ở những nơi có nguy cơ sạt lở cao để có phương án bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, đảm bảo phòng chống thiên tai theo phương châm 4 tại chỗ. Tại huyện Văn Bàn, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, đến nay đã có một người tử vong, một người nghi mất tích, 114 nhà ở của người dân bị ảnh hưởng, hơn 350 hectare lúa, hoa màu bị ảnh hưởng, thiệt hại. Nhiều tuyến quốc lộ, đường tỉnh, huyện đã bị sạt lở với khối lượng đất đá lớn, ước thiệt hại ban đầu trên 8 tỷ đồng. Để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, công ty điện lực Lào Cai đã thực hiện cắt điện tại nhiều khu vực bị ngập lụt ảnh hưởng bởi bão số 3. Tính đến 16 giờ ngày 9 tháng 9, PC Lào Cai đã thực hiện cắt điện gần 1.000 trạm biến áp hạ thế, tương ứng khoảng 100.000 khách hàng nhằm phòng ngừa nguy cơ sự cố từ mưa lũ. Việc tạm thời cắt điện được thực hiện để bảo vệ an toàn cho người dân cũng như tài sản thiết bị. Hiện nay, PC Lào Cai đang huy động tối đa nhân lực ứng trực với tinh thần khẩn trương khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra. Tuy nhiên, do tình hình mưa lũ diễn biến phức tạp, tại một số địa phương trong tỉnh bị cô lập, sạt lở, ngập úng nên chưa thể tiếp cận hiện trường. Dự báo mưa lũ còn diễn biến phức tạp, công ty điện lực Lào Cai khuyến nghị người dân, khách hàng sử dụng điện cần kiểm tra hệ thống điện nội bộ, ngắt cầu giao điện ngay khi có dấu hiệu mất an toàn.
Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin thời sự quốc tế. Trong chuyến thăm Trung Quốc bắt đầu từ ngày 9 tháng 9, Thủ tướng Tây Ban Nha đã có cuộc gặp người đồng cấp Trung Quốc Lý Cường và Chủ tịch Tập Cận Bình để thảo luận về quan hệ song phương, cũng như các vấn đề hai bên cùng quan tâm. Trong cuộc gặp, Thủ tướng Tây Ban Nha Sanchez đã kêu gọi đối thoại và hợp tác song phương để thúc đẩy mối quan hệ cân bằng và có lợi cho cả hai quốc gia. Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Liên minh châu Âu đang gia tăng. Chia sẻ trên mạng xã hội, ông Sanchez nêu rõ, ngay cả đối với những vấn đề mà lập trường hai nước không hoàn toàn trùng khớp, hai bên vẫn có thể duy trì thiện chí, mang tính xây dựng để thúc đẩy đối thoại và hợp tác. Tổng thống Ai Cập El-Sisi đã kêu gọi cộng đồng quốc tế và Liên minh châu Âu EU gây sức ép mạnh mẽ để đạt được thỏa thuận chấm dứt cuộc xung đột hiện nay ở giải Gaza và tình trạng bạo lực ở bờ Tây. Trong cuộc gặp với đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại và an ninh Borrell đang ở thăm Cairo, ông El-Sisi nhấn mạnh việc chấm dứt xung đột ở Gaza sẽ giúp xoa dịu căng thẳng trong khu vực và khôi phục sự ổn định ở Trung Đông. Về phần mình, ông Borrell khẳng định EU mong muốn duy trì các cuộc tham vấn với Ai Cập và hỗ trợ các nỗ lực của Cairo nhằm đạt được sự ổn định khu vực trong giai đoạn quan trọng này. Bộ Nội vụ Đức cho biết sẽ tiếp tục gia hạn các biện pháp kiểm soát tạm thời tại tất cả các cửa khẩu biên giới trên bộ của nước này, khẳng định đây là động thái cần thiết để giải quyết tình trạng di cư bất hợp pháp và bảo vệ an ninh trong nước. Phát biểu họp báo ở thủ đô Berlin, Bộ trưởng Nội vụ Đức cho biết các lực lượng chức năng sẽ tiếp tục kiểm soát hộ chiếu tại tất cả các cửa khẩu biên giới trên bộ giữa Đức và các nước láng giềng nhằm hạn chế số lượng người nhập cảnh vào Đức mà không có thị thực. Đức đã thông báo cho Ủy ban châu Âu về các biện pháp này. Đây cũng là một phần trong nỗ lực kiểm soát tình trạng di cư bất hợp pháp, cũng như giải quyết các mối đe dọa từ các nhóm khủng bố Hồi giáo và các tổ chức tội phạm xuyên quốc gia. Ít nhất 11 người thiệt mạng và 9 người khác mất tích do mưa lớn và lũ lụt ở miền Nam Maroc. Nhà chức trách nước này cho biết thiên tai cũng đã gây thiệt hại vật chất đáng kể tại khu vực này. Mưa lớn xối xả kéo dài đã tàn phá nhiều công trình và hạ tầng trong khu vực. Khoảng 40 ngôi nhà bị sập và gần 100 con đường bị hư hại. Mưa lũ cũng làm gián đoạn các mạng lưới điện, nước và điện thoại. Nhà chức trách đã huy động gần 200 người và 100 máy đào đất để khôi phục giao thông. Ước tính hơn 50 con đường đã được khôi phục. Bộ Nội vụ Maroc khuyến nghị người dân địa phương và các du khách hết sức cẩn thận do thời tiết bất ổn và tuân theo hướng dẫn của chính quyền. Chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.